Ok, bây giờ tôi sẽ trao cho mỗi con. Wow. À, bây giờ tôi có những trang báo ở Việt Nam News. Mỗi đội sẽ được một tờ. Mấy anh chị này hình như biết trước trò chơi, không biết trò gì mà bày sách lược đi hơi ghê chứ. Thôi bây giờ tôi bày luôn này. Bây giờ nhiệm vụ của các anh là hãy đặt cái tờ báo xuống đất đi. Trước mặt cặp đôi của mình nhá. Dễ thôi mà, có gì khó đâu. Con rất là dễ, đúng rồi. Rồi bây giờ mỗi thành viên chúng ta hãy đứng một bên đi nào. Đứng một bên của tờ báo, chị đứng bên này. Anh đứng bên này, quay mặt vào nhau nha. Rồi, anh đứng bên này. Bây giờ chúng ta đứng xích lên bên này một tí, đúng rồi. Rồi, chị đứng xích làm phía sau một tí. Rồi, anh đứng xích lên bên này đi ạ. Rồi, bây giờ xin mời các cặp đôi hãy nhìn nhau âu yếm đi nào. Có gì đâu mà nhìn nhau âu yếm ạ. Rồi, anh đừng có giẫm vào đấy, từ từ, đứng lên bên ngoài, đúng rồi. Rồi, nhìn nhau âu yếm đi, một phút nhìn nhau, bắt đầu. Rồi, nhìn nhau không chớp mắt nha. À, chớp mắt tôi bắt phạt đấy, không có cười nha. Ở đây không có nham nhở đâu nha. Đừng có cười, nhìn âu yếm mà cười. Ok, cảm ơn mọi người có đôi mắt thật là thần sầu nha. Rồi bây giờ, kế tiếp là các anh các chị đang nghe cái nền nhạc non-stop đúng không ạ? Bây giờ chúng tôi sẽ mở lớn lên. Việc của các anh các chị đó là nhảy những vũ điệu Tàu. Người ta gọi là vũ điệu Tàu mà giang hồ thì gọi là Tàu Lao đó. Chị muốn nhảy cái điều gì thì nhảy. Đến khi nhạc dứt, đề nghị các anh các chị hãy đưa gọn những chiếc chân đôi, chân xinh xắn của mình vào trong lòng tờ báo. Được chưa? Khi nào mà nhạc sức mới được chui vào trong tờ báo nha. Ai mà để cái chân lòi ra hoặc rớt xuống mà nó lòi ra khỏi tờ báo là coi như thua cuộc. Tôi báo trước luôn, những phần quà rất là to đang chờ các anh các chị đấy. Thôi, nè. Bây giờ chúng ta nháp nha. Bắt đầu nào. Hey. Nhảy ra khỏi tờ báo, đừng có vào tờ báo. Anh Hai ơi, đúng rồi. Hey. Lên đất nhà lao đất tương ca, tất nhạc. Vào, thêm mê nhảy. Đây, như thế này là tiêu rồi này. Không có được lòi ra. Nhà mình